Các bạn trẻ ngày nay xem đoạn nhạc chuông trên có lẽ không cảm thấy gì, nhưng đối với người già như tôi, đó là cả một bầu trời kỷ niệm. Những con người phải kinh qua loại kính cường lực vẫn chưa tìm được chân ái làm sao biết thế nào là huyền thoại cục gạch. Và bạn sẽ không bao giờ biết rằng điện thoại từng có 7749 hình dạng như thế này. Một thời tung hoành ngang dọc bá chủ võ lâm trong thế giới điện thoại, hay Nokia đã mất tất cả đế chế mà mình gây dựng và ngược lại phải nương tựa Apple khi quay ngoắt sang làm phụ kiện cho iPhone, iPad. Hãy cùng tìm hiểu hành trình lên voi xuống chó của hai cái tên này trong video ngày hôm nay. Năm 2014, Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb đã phát biểu như thế này. Hơi nghịch lý một chút, nhưng tôi đoán người ta có thể nói rằng iPhone đã giết chết Nokia, còn iPad đã giết chết ngành công nghiệp giấy của Phần Lan. Nhưng chúng tôi sẽ quay trở lại lợi hại hơn xưa. Thì với tất cả sự kính trọng, xin thưa với quý ngài Thủ tướng là ông nhầm. iPhone không phải thủ phạm giết chết Nokia. No! 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 Năm 2006, Apple đã chuẩn bị tung ra một chiếc điện thoại di động mà không ai trong ngành nghĩ sẽ là thành công. Trong mắt họ, gã táo cắn dở quá tham vọng với thiết bị lạ hoắc được đặt tên là iPhone. Cùng thời điểm, Nokia đã bán hàng trăm triệu chiếc điện thoại, kiểm soát chuỗi cung ứng và mối quan hệ chặt chẽ nhất với các nhà mạng. Ở thời kỳ đỉnh cao, Nokia nắm giữ hơn 40% thị phần điện thoại di động toàn cầu và sở hữu lượng fan khủng trên toàn thế giới. Thậm chí cho đến nay vẫn chưa có nhà sản xuất nào có thể nắm giữ con số phần trăm thị phần lớn như Nokia đã từng đạt được. Năm 2007, Apple chính thức tung ra chiếc iPhone đầu tiên, định nghĩa lại khái niệm smartphone, lĩnh vực vốn đã bị Nokia, Palm hay là BlackBerry đi trước từ nhiều năm qua. Lúc đó, giá trị vốn hóa thị trường của Apple là 11,9 nghìn tỷ đô, còn Nokia là 116,8 nghìn tỷ. Trong những năm sau đó, doanh số smartphone của Nokia vẫn vượt xa Apple và đạt đỉnh vào năm 2010, ghi nhận mức tăng hơn 50% so với năm 2007 khi iPhone ra mắt, phải mất 3 năm rưỡi táo khuyết mới chính thức vượt qua được gã khổng lồ Phần Lan. Năm 2013, giá trị vốn hóa thị trường của Apple là 3,2 nghìn tỷ đô, còn Nokia chỉ còn 16,2 tỷ đô, tức là bằng 0,5% của đối thủ mà họ từng không để vào mắt. Trong năm đó, Nokia đã bán đi linh hồn của mình cho Microsoft, huyền thoại di động một thời coi như chấm hết từ đây. Bạn biết Nokia giống các nhân vật trong phim kinh dị ở điểm nào không? Đó là càng thời điểm quan trọng lại càng hay đưa ra quyết định sai lầm. Từ rất lâu trước khi iPhone ra đời, lãnh đạo của Nokia đã nhận ra tương lai của thiết bị di động là smartphone và yếu tố cạnh tranh chủ chốt khi đó sẽ là hệ điều hành. Hãng đã tung ra Nokia 9000 với các tính năng như gửi email, lướt web, tiếc rằng đúng người sai thời điểm. Vào năm 1996, công nghệ mạng không dây vẫn chưa được thông minh cho lắm, nên phần nào cũng kéo tụt độ thông minh của Nokia 9000 trong mắt khách hàng. Năm 2006, thị trường smartphone vẫn chưa khởi sắc cho lắm. Đại đa số người tiêu dùng vẫn nghĩ điện thoại thông minh là những sản phẩm đắt đỏ, xấu xí, phức tạp dành riêng cho đối tượng người dùng khối doanh nghiệp. Tôi thà dùng điện thoại ngu cho nó tiện. Nhưng đi ngược lại số đông, cùng với Motorola, Ericsson và Samsung, Nokia thành lập gia đình Symbian với tham vọng rằng tất cả các nhà sản xuất smartphone sẽ quy tụ dưới một hệ điều hành duy nhất. Dưới sự dìu dắt của ba ông lớn sáng lập lẫn các tên tuổi lớn đến sau như là LG, Fujitsu và Sharp, Symbian nhanh chóng trở thành hệ điều hành áp đảo. Kết thúc năm 2006, hệ điều hành này chiếm tới 67% số smartphone bán ra, gấp 4 lần đối thủ đứng thứ hai là Windows Mobile. Là người tiên phong cho dự án Symbian, Nokia cũng được hưởng miếng bánh lớn nhất với thị phần 48%. Những chiếc Nokia Symbian là bộ mặt đại diện cho kỷ nguyên smartphone trước khi iPhone ra đời. Thế rồi đột nhiên con tàu khổng lồ Nokia đụng phải thằng băng trôi có tên là iPhone. Sau này khi trả lời phỏng vấn, một thành viên trong bộ phận chiến lược cấp cao của Nokia cho biết: "Chúng tôi biết về iPhone khoảng một năm trước khi nó ra mắt. Điều đầu tiên thua kém họ là chúng tôi không có màn hình cảm ứng và không có nghiên cứu nào cho nó." Một nhà quản lý cấp cao thì phát biểu: "Khi tôi biết đó là iOS, cảm giác như lông tóc tôi dựng đứng lên. iOS là một quả bom tấn, đó là một thông tin choáng váng. iPhone là một phần mở rộng của máy Mac, một máy Mac với bộ phát sóng radio. Họ đã xây dựng các ứng dụng và OS đó trong 35 hay 40 năm nay." Bây giờ hãy chú ý đến hai sự kiện riêng rẽ này.
Năm 2005, Google mua lại một startup có tên là Android với giá mua dầu chỉ 50 triệu đô và thành lập liên minh thiết bị cầm tay mở để xây dựng một hệ điều hành nguồn mở cho smartphone. Nokia cũng được mời nhưng chắc kiểu nên từ chối. Năm 2008, Apple công bố App Store với 500 ứng dụng ban đầu trong sự kiện ra mắt chiếc iPhone thế hệ thứ 2. Và đó là sai lầm chí mạng của Nokia. Gã khổng lồ từng rất sáng tạo và đột phá này mắc kẹt với hệ điều hành Symbian cồng kềnh với giao diện người dùng phức tạp, trong khi iOS tập trung vào màn hình cảm ứng, điều khiển bằng thao tác, trình duyệt web tiện dụng và dĩ nhiên các app. Nokia đã quá chậm update phần mềm, bao gồm cả việc không tham gia đấu thầu Palm, hãng có WebOS được cho là nền tảng di động tốt thứ hai trên thị trường. Và thay vì trèo lái thành công làn sóng Android như Samsung, Nokia lại đợi đến lúc thoi thóp mới chuyển sang trung thành với Windows Phone của Microsoft. Lúc đó thì đã quá muộn, Android, Samsung và iPhone đã giành lấy ngành công nghiệp di động từng nằm dưới quyền thống trị của Nokia. Tiếp theo, Nokia tự đâm đầu vào lòng đất khi bán mình cho Microsoft vào đúng lúc gã khổng lồ phần mềm đang thua lỗ. Microsoft sau đó đã thực hiện các đợt sa thải, đóng cửa nhà máy ồ ạt, trong khi đó Apple đang phát triển như vũ bão một lần nữa, đã quá muộn để Nokia thích ứng được với những thay đổi chóng mặt và khắc nghiệt của thị trường. Không phải họ chưa từng cố mà rất cố là đằng khác. 2.5 năm sau khi iPhone ra đời, đến tháng 6 năm 2009, Nokia tung ra câu trả lời chính thức dành cho Apple, mẫu di động N97. Nhưng hóa ra đó là một thảm họa. Màn hình cảm ứng của N97 quá chậm chạp, đôi khi bị lỗi. Symbian vẫn còn quá nhiều bug. Di sản của giao diện bàn phím vẫn còn quá rõ ràng. Thiếu RAM và dung lượng bộ nhớ, ứng dụng của N97 sẽ crash bất chợt. Thậm chí Nokia đã phải đợi 6 tháng từ ngày công bố mới có thể đưa N97 lên kệ mà vẫn không thể giải quyết hết lỗi. Nokia còn bắt tay cùng Intel ra mắt một hệ điều hành mới có tên là MeeGo, chiếc smartphone MeeGo đầu tiên và duy nhất. Nokia N9 vẫn đến tay người dùng tại sự kiện Nokia Connection tổ chức vào tháng 6 năm 2011. Trớ trêu như một trò đùa, chiếc smartphone xấu số này được đón nhận rất tích cực trên cả hai khía cạnh, phần cứng và phần mềm. Song số phận đã được định đoạt, MeeGo phải chết để Nokia có thể tập trung duy nhất vào Windows Phone. Tháng 11 năm 2011, danh mục Lumia của Nokia được mở đầu với Lumia 800, mẫu smartphone cao cấp chạy Windows Phone 7, là sự kết hợp của một gã khổng lồ có thế mạnh về phần cứng và một gã khổng lồ từng hàng chục năm thao túng cả thế giới. Lumia 800 chính là khởi đầu cho một niềm hy vọng mới. Nhưng không, vào thời điểm đó, iOS và Android đều đã trưởng thành về mặt tính năng và đều đã lôi cuốn được phần lớn các nhà phát triển ứng dụng trên toàn cầu. Các tín đồ mua Lumia nhanh chóng nhận ra một sự thật cay đắng. Hệ điều hành của họ quá thiếu tính năng và ứng dụng so với Android. Trong năm 2012, Windows Phone chỉ bán được khoảng 10 triệu máy, trong khi lượng smartphone bán ra toàn cầu cùng năm là 169 triệu máy. Tháng 9 năm 2013, Microsoft tuyên bố sẽ mua lại mảng thiết bị của Nokia với giá rẻ mạt 7,3 tỷ đô. Bên cạnh những nỗ lực bất thành, chiến lược marketing hình của Nokia cũng là một thảm họa. Apple đã đi tiên phong trong việc áp dụng mô hình, thương hiệu. Samsung học hỏi thành công với dòng Galaxy, còn Nokia đã chép bài bản mà còn chẳng nên thân. Thất bại trong chiến lược tiếp thị và phân phối đã góp phần không nhỏ trong việc tiễn cựu vương khỏi ngành công nghiệp di động. Và cuối cùng, Nokia đã quá kiêu ngạo, ắt hẳn họ đã tin rằng ngay cả khi smartphone của họ chậm chân hơn đối thủ, mọi người vẫn sẽ đổ xô ra cửa hàng để mua điện thoại do Nokia sản xuất. Quả là vào rừng mơ bắt con tường mờ. Hào quang trong quá khứ là không đủ để che lấp những điểm yếu chí mạng trong sản phẩm của họ. Nokia và Apple quả là hai mảng đối lập. Nokia từng là một doanh nghiệp chế tạo và kỹ thuật xuất sắc, không ai có thể đánh bại họ về chất lượng, giá cả và tính năng của điện thoại di động. Ngược lại, Apple khao khát một sản phẩm đột phá. Đứng trước thời điểm quyết định, họ quyết định thay đổi cuộc chơi và thành công. Còn Nokia đã quá vương vấn hệ điều hành Symbian, quá tự tin vào vị thế thống trị thị trường và thiếu tập trung vào trải nghiệm người dùng. Câu chuyện buồn nhất là với một fan từ ngày xưa như tôi. Anyway, đó là hành trình của hãng điện thoại di động từng là tốt nhất thế giới, tuột dốc và đánh mất tất cả. Các bạn có cho rằng iPhone đã giết chết Nokia hay gã khổng lồ Phần Lan đã tự bắn vào chân mình? Vẫn như mọi khi, hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận và gợi ý cho team những chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!